chu kỳ của nhiều khoản tiền tiết kiệm hết hạn hưởng lãi suất cao qua đi, đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư chuyển sang bất động sản, nhất là khi mà lãi suất tiết kiệm giảm sâu. Hiện tượng sốt nóng đã bắt đầu được ghi nhận ở một vài khu vực, đặc biệt là những nơi hạ tầng sắp có đột biến, dư địa tăng trưởng tiềm năng trong tương lai gần. Khu biệt thự An Vượng, An Phú thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông. Khắp nơi treo biển quảng cáo giao bán hoặc cho thuê. Theo khảo sát nhanh, trong khoảng thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá những căn biệt thự ở đây tăng từ 20 đến 30% tùy từng vị trí. Giao dịch hoàn tất cũng tăng mạnh, số lượng khách hàng đầu tư chiếm số đông hơn những người có nhu cầu ở thực. Tôi thấy là từ trước Tết đến hiện tại, tất nhiên là tùy khu vực, nhưng mà nó lên trung bình cỡ khoảng tầm 10 cho đến 25%. Đấy, tùy khu vực, mà nếu mà nói về để phân chia ra những cái khu vực mà lên giá thấp là những cái khu vực đã ổn định thì nó lên cỡ 10-15%. Nhưng những cái khu vực mà nó có tính đầu cơ nó rất là cao, giống như là Thanh Hà, Lê Simcô hoặc Dương Lội thì cá biệt có những sản phẩm nó lên đến 25-30%. Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư gửi tiền ngân hàng lấy lãi sắp hết kỳ hạn. Với mức lãi suất thấp như hiện tại, đầu tư bất động sản hơn là giữ tiền trong tài khoản. Điều này cũng chính là điều mà một nhà đầu tư như anh Trần Thanh Tùng tính toán đến sau thời điểm kỳ hạn gửi tiền với mức lãi suất cao kết thúc. Làm một bài toán khoán cụ thể thì với cái lãi suất ngân hàng thấp như thế thì nó sẽ không hiệu quả. Đấy, chính vì như thế thì tôi phải rút tiền ra để đầu tư vào những cái lĩnh vực khác nó sinh lời nó được tốt hơn. Nó vì cái yếu tố là lãi suất của nhà nước là hạ, cho nên là một số các đồng chí mà nhu cầu ở thì họ cũng khá là khuất sốt ruột, cho nên là bây giờ cái lượng mà khách mà đi xem và cái tỷ lệ xác suất nó chuyển đổi ra là để đặt cọc và chốt mua là nó thành công cao hơn. Với những người mua ở thì có một số lượng ít là vay ngân hàng, bởi vì thực ra là ở trong những năm trước thì người ta có tìm hiểu, người ta cũng đã chuẩn bị tiền, thế nhưng mà họ chưa xác định xuống tiền, bởi vì lúc đấy lãi suất còn cao. Nhưng bây giờ cái động thái lãi suất hạ nó mạnh như thế thì bản thân tiền họ đã chuẩn bị rồi, cho họ chỉ có mỗi là việc xuống tiền thôi. Người môi giới này trước Tết thu nhập hàng tháng khá eo uột khiến anh định chuyển nghề. Tuy nhiên, giai đoạn từ Tết đến nay, hoa hồng từ các giao dịch bất động sản đảm bảo đủ chi tiêu cho cả gia đình. Theo anh, hiện tại các bất động sản phân khúc dưới 10 tỷ, thời gian thanh khoản ít nhất là vài giờ đồng hồ, lâu thì một vài ngày. Ra Tết đến giờ anh ạ, thì gần như là giao dịch bất động sản nó phải tăng lên khoảng 3-4 lần. Văn phòng một cửa, trước đây bọn em xếp hàng từ lúc 5 giờ, thì bây giờ phải đi từ 3 giờ sáng mới có chỗ. Còn nếu mà đi 4 giờ là coi như quay về, thì là giao dịch nó tăng lên một cách chóng mặt. Có những căn thì chỉ có khoảng 1-2 tiếng là bay, tức là chỉ cần biết chủ nhà bán thôi. Bọn em có một cái lượng khách sẵn rồi, vì có rất nhiều khách bây giờ là đang gọi là chờ sản phẩm ra để mua. Đấy, như kiểu như xếp hàng chờ mua ấy nhỉ. Cũng theo anh Hưng, giai đoạn trước Tết Nguyên đán, khách hàng chủ yếu mua nhà ở thực, trong khi giai đoạn sau Tết, hầu hết là nhà đầu tư. Đợt sau Tết này thì chủ yếu là đầu tư, mà thậm chí là còn đầu tư mua lại của nhau. Đấy, ví dụ như là vừa mới mua mảnh đất này, xong rồi qua tay đầu tư khác luôn. Hiện tại thì đầu tháng 3 đến giờ thì em giao dịch 8 căn thì có khoảng 5 đầu tư và có 3 khách mua. Theo một số chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng dự kiến còn giảm tiếp trong giai đoạn sắp tới, nhiều nhà đầu tư chốt lãi sau khi kỳ hạn tiết kiệm kết thúc chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản. Khi mà kỳ vọng của họ tăng lên, thị trường có thể xảy ra sốt cục bộ ở một vài nơi. Tuy nhiên, để phân khúc này bước vào chu kỳ tăng giá sẽ cần thêm thời gian. Dựa trên nghiên cứu các chu kỳ tăng giá, nhiều chuyên gia cho rằng sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026. Còn trong năm nay, ít nhất phải từ quý 2, thị trường đất nền mới phục hồi sức cầu và phân khúc này sẽ không có tình trạng nóng sốt ồ ạt như trước đây. Giao dịch chủ yếu sẽ chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định.